Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 3 tháng 8, chương trình ngày này năm xưa xin được mở đầu bằng thông tin về bài báo của Hồ Chủ tịch được đăng trên báo Cứu Quốc có tựa đề Tiêu chuẩn Đảng viên Đảng Lao động Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này cách đây 62 năm, ngày 3 tháng 8 năm 1953, báo Cứu Quốc đã đăng bài viết của Bác Hồ có tựa đề Tiêu chuẩn Đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, ký bút danh DX. Nội dung của bài báo nêu 7 tiêu chuẩn gồm 1. Không bóc lột người. 2. Suốt đời phụng sự nhân dân. 3. Luôn trau dồi lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân. 4. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. 5. Chấp hành tuyệt đối mọi kỷ luật của Đảng. 6. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 7. Thường xuyên thật thà, tự phê bình và phê bình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, người đã không ngừng chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người nói, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nước thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Trong tư tưởng của người, đạo đức cách mạng là gốc, là nguồn, là nền tảng, là sức mạnh tinh thần của người cán bộ, đảng viên, thể hiện trong các mối quan hệ xã hội hàng ngày với dân, với nước, với đồng chí, đồng bào, đồng nghiệp và mọi người xung quanh mình. Cũng theo người, trong bất kỳ thời điểm nào, làm công việc gì, muốn quy tụ và hấp dẫn quần chúng, người cán bộ đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích cá nhân lại sau và đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng, đó là tính Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, Quảng Bình luôn giữ một vai trò quan trọng, được coi như là một trong những điểm đối đầu quyết liệt nhất giữa ta và địch trên chiến trường miền Bắc. Ngày 3 tháng 8 năm 1968 là ngày quân và dân Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 500. Trong suốt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ nói chung và 8 năm chống chiến tranh phá hoại miền Bắc nói riêng, nhân dân Quảng Bình đã đánh hàng nghìn trận, bắn rơi 704 máy bay. Trong chiến tranh ác liệt, quân dân Quảng Bình càng kiên cường đánh Mỹ với tinh thần nhà tan cửa nát cũng ừ, quyết tâm thắng Mỹ cực trừ sướng sau. Năm 1968 là năm Quảng Bình bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất, 191 chiếc, trong đó lực lượng vũ trang địa phương bắn rơi 75 chiếc, có 50 chiếc do lực lượng dân quân tự vệ bắn rơi. Ngày 3 tháng 8 năm 1968, quân dân Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 trên đất Quảng Bình, được Bác Hồ gửi thư khen và Quốc hội tặng thêm một huân chương độc lập hạng nhì. Thi đua với lực lượng phòng không, lực lượng pháo binh bắn cháy 13 tàu khu trục và 1 tàu biệt kích. Đặc biệt, Đại hội pháo binh dân quân gái ngư thủy bắn cháy 5 tàu khu trục Mỹ trên biển Nam Quảng Bình. Không chỉ đánh hay, đánh giỏi, bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ, quân và dân Quảng Bình còn kiên cường chiến đấu bảo vệ các tuyến giao thông vận tải chi viện miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 8 năm 1960 là ngày độc lập của đất nước Niger. Niger là một quốc gia lục địa ở phía Tây Phi, nằm trong vùng tiếp giáp giữa sa mạc Sahara và khu vực cận Sahara. Người dân ở đây chủ yếu theo đạo Hồi, sinh sống chủ yếu ở miền Nam và miền Tây đất nước. Thủ đô của Niger là Niamey. Nhiều khu vực không thuộc khu vực Sahara của nước này vẫn đang bị đe dọa bởi hạn hán kéo dài và nạn sa mạc hóa. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp. Chỉ ở miền Nam màu mỡ mới sản xuất được một ít nông sản xuất khẩu. Mặt hàng xuất khẩu đặc biệt khác là quặng uranium. Niger còn là một quốc gia kém phát triển bởi vị trí sâu trong lục địa, địa hình sa mạc, giáo dục chưa hoàn chỉnh và tài nguyên của đất nước, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa hoàn chỉnh và sự xuống cấp của môi trường. Xã hội Niger phản ánh sự đa dạng, rất lớn bắt nguồn từ lịch sử độc lập lâu dài của các nhóm chủng tộc và tôn giáo đặt trong một lịch sử chung tương đối ngắn dưới cùng một nhà nước duy nhất. Xã hội Niger phản ánh sự đa dạng rất lớn bắt nguồn từ lịch sử độc lập lâu dài của các nhóm chủng tộc và tôn giáo đặt trong một lịch sử chung sống tương đối ngắn dưới cùng một nhà nước duy nhất. Theo dòng lịch sử, phần lãnh thổ mà giờ đây có tên là Niger vốn là một phần của nhiều quốc gia cổ đại. Kể từ sau khi độc lập, Niger trải qua 5 lần sửa đổi hiến pháp và 3 lần được điều hành bởi luật quân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ngày này năm xưa, ngày 3 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.